Em có tai bị da u lên như polyp. À rồi, cái tai này bị u sần sần đúng không? Dẫn đến hẹp ống tai và gây viêm tai. Ok, mới mổ mở rộng ống tai nhưng vẫn sợ nó mọc tái phát. Anh Tuyền gặp ca này chưa ạ? Thường thì những ca mà các bác sĩ hiếm hiếm mới gặp thì mình đã gặp rất nhiều rồi. Đấy, mình đã gặp rất nhiều rồi. Được chưa? Tại vì các bác sĩ chạy có một vài cơ sở hoặc dăm bảy cơ sở thì sẽ không thể bằng mình cái tốc độ tiếp xúc của mình. Nó là mười mấy cơ sở được và trong bao nhiêu năm được. Đấy. Trên thường các cái trường hợp mà các bác sĩ gặp thì mình đã những cái trường hợp hiếm ấy, là mình cũng gặp khá nhiều rồi. Rồi, cái trường hợp này của bác sĩ ấy, thì chúng ta sẽ mổ mở rộng ống tai. Thế sau đấy thì đút cái miếng bông vào bên trong ống tai để cho sau khi mổ xong nhá. Đút miếng bông vào trong ống tai. Đấy, để cho nó mở rộng định hình cái khung ống tai. Đấy. Và những cái trường hợp này thì thi thoảng nó hay bị bục và nhiễm trùng thì tí nữa mình sẽ đưa ra. Đấy. Còn cái phương pháp điều trị á, phương pháp điều trị thì tí nữa bác sĩ nhắn vào trong nhóm ấy, được chưa? Nhắn vào trong nhóm thì sẽ có cái phác đồ hoặc cái hướng điều trị. Đấy, còn đây thì hôm nay mình sẽ tập trung nhiều vào phần phẫu thuật ngoại khoa. Đấy, nha. Ok.